Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận động, huy động lực lượng trong xã hội, bà con Phật tử, các nhà hảo tâm, chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 bằng những hành động, việc làm rất thiết thực và hiệu quả. Trong chương trình Đại Đoàn Kết Toàn Dân hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo là thành viên của mặt trận, các vị chức sắc tôn giáo, bà con Phật tử, tín đồ các tôn giáo nghiêm túc chấp hành việc không tổ chức các hoạt động tôn giáo có tụ tập đông người theo đúng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ nghiêm quy định về 5K của Bộ Y tế và các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thành phố, các cơ sở thờ tự của giáo hội đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni Phật tử thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng các lễ hội, các hoạt động tôn giáo tập trung đông người, chủ động theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh từ Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các cấp để tổ chức các hoạt động Phật sự phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực, chủ động tự cách ly và theo dõi diễn biến sức khỏe nếu bản thân hoặc người thân khi đi qua vùng có dịch, nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh COVID-19 cho tín đồ Phật tử, nhân dân biết và thực hiện nghiêm. Hôm nay với cái góc độ là một tu sĩ của Phật giáo thì trước cái tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp thì thực hiện theo cái chỉ đạo của Chính phủ cũng như của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cũng như Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thì tôi là Đại Đức Phúc Thiện Trí, đại diện là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Châu, thì sau khi thấy tất cả các chiến sĩ ở các chốt biên giới phòng chống dịch ở tuyến đầu thì rất là khó khăn và vất vả. Cho nên tôi cũng mạnh dạn đứng ra, cũng kêu gọi tất cả các cơ sở, tự viện, tăng ni trong địa bàn huyện Tân Châu cùng chung tay góp sức, cũng tạo mọi điều kiện để có một cái chút phương tiện đi gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh để đóng góp chung tay gây cái quỹ ủng hộ mua vaccine trong cái chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam. Trong thời gian tới, một số tổ chức tôn giáo sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, trong đó Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo hiến chương điều lệ. Các hoạt động này thường tập trung đông chức sắc, chức việc và tín đồ tham dự, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cũng có thông tri về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gửi Ban đại diện Hội Thánh tỉnh, thành phố, các họ đạo về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Đồng đạo hãy tích cực hơn nữa tham gia thực hiện các giải pháp như thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam, chú trọng đưa thông tin có chọn lọc đến các chức sắc, chức việc và tín đồ trong họ đạo của mình, nhận biết rõ tính chất, tác hại nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 và cách phòng chống, hạn chế tập trung đông người. Đồng thời kêu gọi tín đồ phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, thực hiện tốt các biện pháp để khống chế đại dịch, ổn định kinh tế xã hội, quan tâm ủng hộ đóng góp tùy theo khả năng của mình, thực hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái để vượt qua khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Vì thế, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương, tạm dừng mọi hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Trong trường hợp thực sự cần thiết, lễ buộc phải tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Với cái tình hình dịch Covid-19 mà nó đang là bùng phát rất là mạnh và cũng khó lường, thì với cái sự kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc của Trung ương thì đối với tất cả những cái đơn vị, những cái cá nhân tùy theo cái việc của mình thì để giúp đỡ về cái Covid-19 thì hôm nay tôi cũng thay mặt Hội Thánh là xin giúp một cái số tiền gọn để mà cùng với nhân dân cùng với đồng bào cả nước để mà chung tay để mà dập dịch Covid-19. Đồng thời thì tôi cũng có chỉ đạo cho tất cả các cái ban đại diện của Hội Thánh ở các tỉnh, thành phố, cũng như ban cai quản hội đạo khắp các cái địa phương, rồi cũng tùy cái điều kiện của mình để rồi chung tay với đồng bào để mà chung góp lại để mà phòng chống dịch Covid-19 này. Cùng với tư cách là thành viên của mặt trận, Ủy ban Đoàn kết Tôn giáo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo đôn đốc tuyên truyền vận động, đề nghị các giáo xứ giáo họ, bà con giáo dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế việc đi lại không cần thiết, tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, đọc kinh cầu nguyện tại gia đình thay cho việc tham dự thánh lễ, kể cả ngày Chủ nhật và lễ trọng. Chúng ta đang sống trong những cái bầu khí rất là căng thẳng. Trong cái bầu khí này, toàn dân ai cũng nỗ lực để mà chống dịch một cách quyết liệt, đặc biệt là các vị trách nhiệm trong chính quyền từng giây từng phút hàng ngày liên tục để làm sao đem lại cái sự êm ấm cho đời sống của nhân dân. Riêng về giáo xứ Phương Ninh chúng tôi thì thực hiện những cái chủ trương của tỉnh cũng như là của huyện Châu Thành, thực hiện cái chiến dịch chống Covid này một cách rất là triệt để, chu đáo, đặc biệt là thực hiện cái 5K đó để làm sao tránh được cái tình trạng ở trong xứ mình có những người bị lây nhiễm. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo trong toàn tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ tiêm vaccine, số tiền hơn 600 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Với tư cách là thành viên của mặt trận đã phát huy tinh thần trách nhiệm đoàn kết nhân ái, chung sức đồng lòng, vận động kêu gọi các nhà hảo tâm, bà con Phật tử tích cực đóng góp ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Các đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cũng phát động kêu gọi chung tay xã hội hóa, tích cực vận động các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ bằng những hành động việc làm thiết thực, chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu phòng dịch, giúp đỡ những hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sư cô Thích Nữ Hạnh Linh, trụ trì Chùa Linh Nghĩa Diệu Pháp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, vận động các mạnh thường quân ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh trao 500 phần quà cho người mù, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát. Tổng giá trị quà trong ngày gồm 150 phần trị giá hơn 75 triệu đồng cho các đối tượng chung quanh chùa và thị trấn Châu Thành. Đây là số quà do các Phật tử, mạnh thường quân quyên góp nhằm hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em nghèo, người tàn tật, gia đình nghèo trong huyện vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19. Được biết, Chùa Linh Nghĩa Diệu Pháp sẽ tiếp tục phát quà đợt 2 cho các xã vùng biên giới huyện Châu Thành, gồm 350 phần quà, tổng trị giá 2 đợt hơn 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo chức sắc chức việc, nhà tu hành, tín đồ, nhà hảo tâm đã tích cực cùng chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, không chỉ ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, mà còn tại chính Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh. Sự chung tay quyên góp của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng tổng số tiền huy động ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đến thời điểm hiện tại được trên 6,8 tỷ đồng. Số tiền này thể hiện tấm lòng chia sẻ, trách nhiệm là tình cảm của toàn dân chung sức đồng hành cùng chính phủ địa phương, tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, góp phần ủng hộ các lực lượng tuyến đầu và hỗ trợ kinh phí mua vaccine ngừa Covid-19 cho các tầng lớp nhân dân. Cùng với cả nước, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa và kiểm soát dịch Covid-19. Trong đó, tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho tín đồ chức sắc chức việc, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng tôn giáo theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và của Ủy ban Nhân dân tỉnh vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tập trung và vận động treo biển cảnh báo thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Nhờ đó, hầu hết các cơ sở tôn giáo và tín đồ trên địa bàn tỉnh đều nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch, phát huy tinh thần nhân dân, bác ái, các tôn giáo đã đồng hành cùng chính quyền các cấp tham gia phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị, chương trình Đại Đoàn Kết Toàn Dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân mến, chào tạm biệt.